Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Lại về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Một ngày rất là đẹp trời thì bên Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng là một chiếc Honda Civic bản full 2.0, số tự động, cửa sổ trời, điều hòa ô tô. Một dòng xe chạy rất là bền lành, và dòng xe này là một dòng xe phân khúc C dành cho các bác. Những ai mà yêu thích những cái dòng xe Honda thì thực sự là những cái dòng xe Honda nó đi rất là bền. Và những chiếc xe như thế này thì được cái là chủ người ta giữ gìn rất là cẩn thận, đi lại rất nhiều năm rồi. Và chiếc xe này thì lăn bánh được 17 vạn 7, được cái là đăng kiểm vẫn còn dài, xe cứng và không có lỗi lầm. Bao cam kết cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, và xe thì nói chung là chất thì khỏi bàn, đăng kiểm còn tương đối. Và cái dòng này thì nó ăn xăng rơi vào tầm chỉ khoảng 7 lít rưỡi cho đến 8 lít trên 100 cây thôi ạ. Động cơ máy 2.0 nhưng mà xe thì rất nhỏ nhắm và xinh xắn, máy ngon gầm chắc, xe thì đấy các bác nhìn ạ. Và chiếc xe thì mang biển Quảng Ninh 14L6222. Biển này thì trước bác chủ bác ấy mua thì cũng tương đối là nhiều tiền đấy ạ. Và thường đây gọi là biển quan hệ. Vâng, và chiếc xe này thì đấy bây giờ là vào tay của em Vũ Duy rồi. Nên là bác nào mà thích thì các bác có thể là điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại là 0869158926. Với cái mức giá con này thì em sẽ bán hơn 200 và chưa đến 300 các bác nhá. Nói chung là nằm trong cái tầm khoảng giá chưa đến 300, các bác sẽ sở hữu ngay được một chiếc xe Honda Civic bản full kịch. Vâng, bản full kịch đời 2008. Con này thì số tự động rồi, nên là các bác về là chất thì các bác khỏi bàn. Xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương, gương kính điều chỉnh. Đấy, la răng 5 chấu, đấy, thể thao, phanh đĩa 4 bánh luôn. Và lốp con này thì vẫn còn rất là dày, 4 quả lốp Bridgestone rất dày luôn nhá. Thời tiết này bắt đầu tối tối rồi, thời tiết mùa đông thì phải nói là tối rất là nhanh. Thế là cái việc review cho các bác thì chậm một chút thì em sẽ quay gầm. Con này được cái là gầm của nó rất là đẹp. Đây, gầm này, led căng sáng luôn này. Đấy, gầm này, đấy, các bác nhìn đấy ạ. Gầm nữa còn đẹp, và con này thì mang tiếng là biển Quảng Ninh ạ. Thế nhưng mà được cái là gầm thì bác chủ bác ấy chăm chút rất là cẩn thận, bác ấy phun phủ rồi. Thế nên là thành ra gầm của nó thì không bị han mục gì cả. Và được cái dòng này thì nói chung là chạy rất là lành. Đấy, đồ nghề thay thế sửa chữa dễ dàng, đấy, giấy tờ hồ sơ thì đơn giản. Và bên em thì cam kết bảo hành cho các bác nhá. Tôn vỏ mỏng, đấy, form dáng xe thì nuột nà, logo Honda. Các bác có thể nhìn đấy ạ. Vâng, đầu đều rất là đều cân đối này. Từ phần cabo, hệ thống đèn pha halogen kết hợp với bầu đèn này. Đây các bác nhìn này, bầu đèn rất là căng sáng luôn nhá, không hề lỗi lầm. Đấy, đầu cản xe đẹp và sạch sẽ. Đấy, không hề lỗi lầm một chút nào luôn này. Bầu đèn vẫn còn căng sáng, không hề ố vàng luôn. Đấy, không ố vàng, không rạn nứt. Còn đầu cản dưới đây, cản dưới thì đồng sơn sạch này, đồng sơn đẹp luôn này. Đấy, và đèn halogen ở phía dưới này, đèn gầm thì rất là sáng nhá. Toàn bộ tất cả các cái nan nhựa này của xe thì còn nguyên. Đấy, sơn đẹp, căng và không có vỡ, không biến dạng. Đấy, các bác nhìn ạ. Tất cả các chi tiết của xe thì gần như là mới, chứ không hề có lỗi gì cả. Tôn vỏ thì nhẹ nhàng. Và dòng này thì kính zin các bác nhá, kính 50 set zin này. Đấy, zin toàn bộ cả xe kính đấy, vậy nên các bác yên tâm. Đấy, kính này, zin này, đấy, 2008 này, đấy, kính zin đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, với một chiếc xe ngon thì đương nhiên mình chỉ cần nhìn kính là mình sẽ hiểu ngay chất của xe rồi. 4 quả lốp Bridgestone đấy, lốp dày, la răng đúc 5 chấu, thể thao khỏe. Và cái dòng này thì nói chung là các bác về thì các bác cứ đi tầm khoảng 3 năm nữa các bác thay lốp ok đấy. Lốp dày như thế này mà rãnh lốp vẫn còn rất là dày, sơn xi căng và cửa đóng mở rất là chắc chắn luôn. Đấy, tapi này sạch sẽ này, đấy, tapi đẹp luôn này, chỉ keo này, đấy, tất cả các cái đường viền chỉ này còn nguyên. Đấy, kính điện nhẹ nhàng, đấy, được dán phim 3M rồi, và kính điện của xe thì rất là nhẹ nhàng, lên xuống ok. Đấy, lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, và cửa sổ trời này, đấy, có đầy đủ cửa sổ trời luôn nhá. Nội thất bên trong xe thì tông màu là đen tím, vâng, đen tím đấy, chứ không phải là đen đâu. Và cái màu này thì nó cũng khá là thịnh, và cái dòng này thì riêng dòng Honda Civic là một cái dòng xe mà cái màu này nó là màu độc. Đấy, ghế chỉnh cơ, đấy, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng, đấy, có tích hợp gãy số vô lăng, gãy số ở trên vô lăng này. Đấy, một chiếc xe bản full mà, túi khí an toàn, đấy, đồng hồ hiển thị này. Và thời tiết đấy các bác nhìn nhanh, rất nhanh tối luôn. Em vừa quay sáng như vậy đấy ạ, nhưng mà tầm này thì bắt đầu tối rồi. Cần số vẫn còn rất là đẹp nhá, cần số đẹp này.
tất cả các chi tiết của xe thì cũng chỉ hơi mài mòn một chút thôi. Đấy, ví dụ như cái chỗ này này. Đấy. Những cái này xì tút đơn giản các bác nhá. Nhưng mà em muốn để mộc để cho các bác cùng xem thôi. Đấy, còn các cái ốc này của nó còn đẹp căng luôn này. Đấy, ốc này. Một mẫu xe lành bền. Đấy, một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, kể cả các cái phần này là đều là sơn zin, chưa có tháo mở ốc luôn. Đấy. Và một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản rất là ok, chạy rất là ổn định luôn, máy ngon, gầm chắc, xe cứng và không hề lỗi lầm luôn các bác nhá. Đấy, tapi này. Đấy, tất cả các chức năng thì hoạt động hoàn toàn ok. Bên em thì cũng đã test rất là kỹ xe rồi, nên nói chung là với cái tầm giá như thế này đó thì cũng là một chiếc xe rất là ok, yên tâm cho các bác luôn. Gia đình chạy thì rất là an toàn và đặc biệt là nó tiết kiệm nhiên liệu. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền ít thôi, chưa đến 300 triệu. Nhưng mà các bác đã mua được một chiếc Honda Civic bản full. Vâng, chỉ gọi là đầu 200 thôi. Đấy, còn cốp mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hệ thống đèn của xe đây. Căng sáng luôn. Đấy, tất cả đèn, bầu đèn nó căng sáng luôn nhá. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn. Đây, chỉ này. Đấy, xe cứng luôn. Đấy, cốp sàn đây. Có một cái sàn nhựa cho các bác để tránh bẩn. Và con này thì đã lót chống ồn rồi. Lót chống ồn cho các bác rồi. Đấy, đồ nghề con này cũng bị mất này. Cái này thì em sẽ bổ sung cho các bác. Vâng. Còn hốc sàn sau đây. Được cái là nó đẹp luột là và sạch sẽ, không có lỗi. Đấy, chỉ keo bao nét luôn này. Đấy, còn hệ thống đèn bên này. Đấy, các bác nhìn ạ. Sáng và không hề có rạn nứt. Đấy, bầu đèn sáng căng luôn. Đấy. Xe nói chung là xe một chủ đi bao giờ nó vẫn sướng hơn các bạn. Vâng. Một chiếc xe biển Quảng Ninh một chủ từ mới luôn. Và dòng này thì nói chung là giá thì vừa mềm, xe thì lại cứng và rất là tiết kiệm, chi phí đồ nghề sửa chữa rất là dễ dàng. Đấy, lốp dép này. Các bác nhìn này, lốp mới này, phanh đĩa vẫn còn khét lẹt luôn. Và các bác nhìn bên phần la răng của chiếc xe thì là la răng 5 chấu. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng luôn. Cửa đóng mở. Đấy, nó rất chắc. Đấy. Riêng cái dòng xe chất nhá thì chỉ cần đóng mở cửa là biết ngay xe nó như thế nào rồi. Đấy, nội thất màu tím, màu đen tím nữa. Đấy, rất là đẹp. Sơn xi sạch sẽ, cửa sổ trời này, trần nỉ này. Đấy, các bác nhìn trần nỉ rất là luột là luôn. Và không có lỗi nhá. Chỉ keo bao đẹp cho các bác đấy. Bao đẹp, bao nét. Và nói chung là đây cũng là một cái dòng xe chạy ổn định. Giá thì mềm. Vâng, con này thì em đang bán là 286 triệu đồng. Một cái mức giá rất là mềm vừa phải so với cái dòng Civic. Đấy, Civic mua mới bây giờ các bác mua cũng phải 700-800. Thế nhưng mà với cái giá chỉ bằng chưa được một nửa các bác. Khấu hao 10 năm thì tính ra cái dòng này nó không mất giá lắm. Mỗi năm khoảng tầm 300 10 năm gọi là mỗi năm mất tầm khoảng 30 mấy triệu thôi. 32 34 triệu là đã có ngay được một chiếc xe như thế này rồi. Rất là ok. Kiểu dáng xe thì rất là yên tâm. Đấy, các bác nhìn này, kiểu dáng thanh thoát. Đấy. Và cái dòng này thì không bao giờ lỗi mốt các bác nhá. Trông nó vậy thôi nhưng mà không bao giờ lỗi mốt luôn. Được mấy lại là đồ nghề thay thế sửa chữa dễ dàng nên là rất nhiều người ta mua và lựa chọn. Đấy. Nói chung là dòng xe Nhật thì bao giờ đi nó cũng sướng hơn. Đấy. Màn hình hiển thị xịn xoa. Đấy. Đè cái lên ngay. Đấy. Và cái dòng này thì được cái nó có một cái ưu điểm là vòng tua nó rất thấp. Nên là các bác càng đi đường trường thì nó lại càng tiết kiệm nhiên liệu. Vâng. Với khối động cơ 2.0 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe bây giờ là tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Và với cái mức tiêu thụ 8 lít trên 100 cây thì đây là một cái mức tiêu thụ cũng khá là bình thường. Đấy là đối với đường ngoại, đường nội đô thôi. Chứ còn đường bên ngoài các bác đi tầm khoảng 7 lít thôi. Vì đây là một mẫu sedan với moment lớn chứ còn thực tế là tua rất thấp, ăn xăng ít chứ không hề bị nó ăn xăng nhiều như các cái dòng xe Hàn Quốc hay là các cái dòng xe của Mỹ. Còn bù lại thì các bác có một chiếc xe chất, cái dòng này thì rất là bền, đồ thay thế sửa chữa cũng rất là dễ dàng và không bao giờ các bác phải lo lắng đến cái chuyện là xe hỏng mặt giữa đường vì cái dòng này nó chạy rất là ổn định luôn. Đấy, một chiếc xe Honda Civic ngon lành bổ rẻ. Đấy, xe bao cứng và không có lỗi lầm. Và cam kết cho các bác rồi, nên các bác yên tâm. Về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Vâng, và những ai mà yêu thích cái dòng xe này thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158926 nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo
với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ ngon, và dòng này thì nói chung là bên em thì bán rất là nhiều. Đấy, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Em hiện nay là đang có 7 con như thế này. Đấy, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.